trận đấu giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã bắt đầu. Pha chuyền bóng lỗi là của Huỳnh Tấn Sinh. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Đó là cú đá của tiền đạo cắm Supachai. Pha tranh chấp hợp lý, vừa can thiệp là Triệu Văn Hưng. À, Đức Trinh. Hạ bóng vào ngực khá hay nhưng đáng tiếc là cú đá nối sau đó bằng chân phải của Đức Trinh lại không có được điểm tiếp xúc tốt nhất. Nhịp chơi nhanh là điều mà U23 Việt Nam đang có được, nhưng độ chuẩn xác trong tốc độ cao là điều mà chúng ta chưa thể đồng bộ. Chuyền bóng Hà Đức Trinh, dứt điểm. Wow! Tỷ số được mở cho U23 Việt Nam. Một pha dâng lên chuyền bóng rất hay của Đoàn Văn Hậu và chúng ta đã có bàn thắng. Đường chuyền của Đoàn Văn Hậu thực sự là rất hợp lý. Nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Trinh. Đôi lúc vẫn bị cấn cá trong tâm lý dứt điểm. Pha ghi bàn thứ hai của Đức Trinh ở giải đấu lần này, bàn thắng rất quan trọng. Cú đá vào giữa hai chân của thủ môn Quang Nam. Pha chơi bóng có thể nói là xuất sắc của U23 Việt Nam, không chỉ ở đường chuyền của Đoàn Văn Hậu, cú dứt điểm của Hà Đức Trinh. Tôi muốn nói đến những tình huống di chuyển không bóng của Quang Hải và cả Hoàng Đức nữa. Quang Hải. Vẫn là Quang Hải đột phá. Chuyền ngược lên, chân trái. Đó là Hoàng Đức. Pha đi bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải. Và còn đẹp hơn nữa khi pha xử lý ở trong là một cú bắt vô lề bằng chân trái đúng chân thuận của Nguyễn Hoàng Đức. Chúng ta xem lại pha đi bóng một đoạn khá dài của Quang Hải. Tình huống gợi nhớ đến pha phối hợp giữa Quang Hải và anh Đức ở chung kết lượt về AFF Cup vào tháng 12 năm ngoái. Cũng là một động tác xoay người lườn quá dẻo. Và cũng là một pha đá nối bằng chân trái giống như anh Đức. Của Quang Sơ luôn là rất mới lạ. Cả chuỗi những gì đã có trong năm 2018 cho đến lúc này vẫn tiếp tục một lần nữa được phát huy. Một tình huống ngẫu nhiên, Tấn Sinh lùi về va vào đối phương. Vâng, và thẻ đỏ dành cho Supachai. Một pha va chạm khiến cho cầu thủ áo đỏ rất đau, xuất phát từ bước lùi của Tấn Sinh, và chúng ta có lẽ cần phải có một góc quay chậm để hiểu thêm những gì đã xảy ra. Đây, chúng ta cùng xem một lần nữa. Đúng là Tấn Sinh có những bước lùi làm cho Supachai lỡ đà. Nhưng anh chàng này cũng đã ức chế từ hiệp 1 rồi. Và có một động tác như là vùng nắm đấm vào cầu thủ Việt Nam. Quang Hải đang đứng ở một vị trí thuận lợi từ tuyến 2. Nhưng Thái Quý vẫn thực hiện đường chuyền vào trong. Dứt điểm! 3-0 rồi! Vâng, phút thứ 63 và đã là 3-0 cho cầu thủ Việt Nam. Không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng đậm nhất của đội Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua ở các cấp đội tuyển. Thành Trung đã có đủ thời gian để ngắm nghía và dứt điểm vào một vị trí mà thủ môn không thể bắt nổi. Bàn thắng thứ hai của trung vệ Thành Trung ở vòng loại. Đội khoác áo tuyển Thái Lan nghĩ gì? Mọi chuyện đã thay đổi rất nhanh và chúng tôi đang mong chờ bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Bình tĩnh. Quang Hải. Rất tiếc là chưa có bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Danh Trung đã để lỡ và Quang Hải có một pha dứt điểm đúng tầm chân. Xác lập một kỷ lục thắng Thái Lan. Đối thủ lớn nhất của U23 nhưng chúng ta sẽ tự tin hơn rất nhiều khi bước vào các cuộc chơi. Ôi! Vẫn còn Quang Hải. Chân trái. Tiếp tục dứt điểm. Vẫn không được.
Đường chuyền ngược lên Hồ Tấn Tài. Việt Hưng dứt điểm chân trái, không phải là chân thuận. Vẫn là Việt Hưng gầy gót. Pha chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải. Thanh Thịnh trả ngược, đập lông, quá ngoạn mục. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Pha bóng có sữa mặt của hai cầu thủ vào sân hai người. Đây là giải đấu mà những pha đi bóng xuống góc trái sau đó đưa ngược lên là vũ khí rất đáng chú ý của U23 Việt Nam. Thanh Thịnh, Thanh Sơn đã có cú đặt lòng cực kỳ chuẩn mực. Và trước đó không thể không nhắc đến pha bóng rất nghệ thuật của Quang Hải. Hết giờ, U23 Việt Nam có một chiến thắng xuất sắc trước U23 Thái Lan. Chúng ta kiểm soát tốt trận đấu và có cách biệt lớn nhất trước Thái Lan trong lịch sử.